Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện em đang đi thăm vườn. Giờ hôm bữa nay từ bắt đầu có chỉ thị 16 tới nay thì cũng gần như là gần 20 ngày rồi. Đợt trước là 14 ngày. Rồi xong mình tiếp tục thêm 14 ngày nữa thì đến nay hình như cũng khoảng gần 20 ngày rồi. Yeah, em cũng không có đi vườn. Hôm trước thì cũng xin giấy đi vườn được nhưng mà do là thời gian có hạn cho nên là em tập trung vô cái vườn Mít Tơ. Hôm trước nay em có chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem vườn Mít Tơ. Vườn Mít đang làm cái giống đó. Thì cái vườn này nó mình không có thời gian để mà lên trên vườn này. Với lại hôm trước mình thấy trời cũng có trời mưa cho nên là ý là cũng không có đến đổi. Nhưng mà hôm nay đi thăm vườn thì phát hiện là những cái mít này nó khô quá. Ở đây thì cái này thì hôm trước cũng có mấy cái bông nè, bông nhìn cũng được được á, mà cây mình vô vườn thì thấy nó phát hiện nó khô quá trời, lá rụng nè. Cũng khó khăn lắm mới xin được cái giấy để đi vườn. Không biết chỗ cô chú anh chị và các bạn đi vườn nó có dễ dàng không, chứ còn ở Cái Lậy mà khác xã thì cũng khó lắm ha, cũng khó để xin được cái giấy để mà mình đi, mặc dù là mình đã có giấy test đó. Này bây giờ thì hôm nay đi thăm vườn thì thấy cũng không biết diễn tả làm sao, thấy cũng sót. Thật sự là thấy vườn mít mình chăm sóc bấy lâu nay mà như vậy thì cũng sót, nhưng mà bây giờ thì cái tình hình dịch bệnh, tình hình chung bây giờ thì cũng không biết phải nói sao đây đó. Thì bây giờ mình cũng vừa mới tưới sơ nó, hồi nãy vô thấy nó khô quá thì mình tưới sơ qua cũng hết nước luôn rồi. Không biết sao mà hôm nay vô thì nước sông cạn queo, cạn sát mương luôn rồi. Ngoài sông nước cũng cạn luôn. Cái này mình đi đi cái bọng vô lớn á, bọng nằm dưới đó, bọng cũng lớn lắm nhưng mà không có nước. Đây hôm trước cũng có được số bông mà cái cây nó giờ nó yếu quá. Bây giờ thì cứ chắc bỏ gì mong cho trời mưa thôi, chứ giờ nước tưới thì không có, mà lâu lâu mới đi xin đi vườn được một bữa mà giờ không không tưới được thì cũng không biết làm sao luôn. À, cây này nó héo tại vì cái vườn này em lên cái liếp nó hơi cao á, liếp hơi cao rồi mặt nước thì nó đã thấp rồi, hôm nay nước nó lại kém nữa, nó không có nước cho nên nó cao, mà mấy bữa nay trời lại nắng gió nó hóc nó khô nên cây nó mau xuống, nó mau mất nước. Mấy cây này nằm nó thiếu nước. Ở trong kia nãy giờ mình chỉ tưới được có một lít này thôi, và cái vườn này mình không có sử dụng hệ thống tưới tự động ha, không có xài điều khiển từ xa, chỉ lên bật motor mở van rồi thôi. Chắc rút kinh nghiệm thì sau cái mùa dịch này, giá dịch cũng cầu mong cho dịch nó mau qua đi, để mà khi mà dịch qua đi thì mình sẽ lắp hệ thống tưới tự động lại cho cái vườn này, chứ còn tưới đi mở quan kiểu vậy thì không ổn rồi. Đáng lẽ cái vườn này thì mình hôm bữa mình dự định là trong tháng tới này sẽ để bông, nhưng mà bây giờ tình hình như thế này thì cũng không biết khi nào mà mình có thể là chăm sóc lại được cái vườn này đây. Khô trắng đất luôn à, cỏ héo luôn. Cả tuần nay thì ở đây không có mưa. Này hôm trước em đã chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái video mình phun chăm bông á, phun chăm bông với
Anh cho con à, chuyến trước là mình phun anh cho con nhìn đây nè, hôm nay ba cái rong rêu rồi nó chết hết rồi, da nó láng, nói chung không có nấm. Mình dự định là mình dọn để mà mình để trái, nhưng mà thật ra bây giờ cỏ héo queo. Mới tưới con liếp mà hết nước à, không biết là tình hình chỗ của chú anh chị và các bạn như thế nào rồi à, cô chú anh chị và các bạn có đi thăm vườn được không? Em đây thì bây giờ thì chắc có lẽ là cũng chịu thôi, giờ cứ mong cho dịch nó mau qua, cho nó qua đi rồi mình làm lại. Khi nào mà em làm lại thì em sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui. Chứ còn hôm nay đi vườn thấy cảnh này thì thấy nó hơi buồn. Nhưng mà giờ dịch bệnh nó căng thẳng vậy thì mình phải chịu thôi. À, hôm nay nước cạn quá nó nổi mấy ngóc lên. Ốc ốc này là ốc tự nhiên nè. Lúc trước mà lúc mà có chưa có dịch á, đi thăm vườn thường thì mình thường ginh mấy trái mít hư rồi mình vô đây mình quăng xuống mương rồi mình nuôi nó. Từ lúc có dịch tới giờ thì mình cũng không không có đem mít vô trong này cho nó ăn được. Này là ốc bu đen, có ốc lát nữa, có ốc lát nữa nhưng mà đa phần là ốc bu đen. Hồi nãy mình bơm nước lên mình tưới, nước nó chảy nó cạn mương nhưng nó bựng sình lên không thấy được à. Còn mỗi khi đi vườn mà nước trong trong là nhìn thấy ốc nhiều lắm. Ốc bu đen. Mấy ngốc này nó ăn tạp lắm à, trái mít non nó cũng ăn được nữa, mấy trái mít mà mình tiễn trái mình quăng xuống là nó ăn được hết trơn. Hiện nay thì cái giá mít nó đang đang lên cao nhưng mà không biết tình hình trong vài ngày tới như thế nào, tại vì ở Cà Lậy thì theo như em được biết thì cũng dịch cũng đang phát triển rồi. Đó, tình hình cũng căng lắm. Có một số vựa mít cũng có người bị nhiễm bệnh cho nên là hy vọng là sẽ được kiểm soát, chứ không thì có thể là những cái vựa đó, những cái vựa mít ở khu vực Cái Lậy này khó hoạt động được. Đó. Nước đục quá không thấy được. Ôi, vườn em thì bây giờ thì nó cũng như thế này nè, không biết vườn của chú anh chị của bạn nó như thế nào rồi, ổn không?
Cây thì mình đã chuẩn bị xong hết rồi, nấm bệnh gì đó là mình dọn sạch bóng, sạch từ nhánh tới gốc. Bông ra cũng đẹp, nhưng mà bông này thì mình đâu có phun thuốc gì được, dịch bệnh kiểu vậy đâu có chăm được đâu. Cái bông này sâu vô coi như hư bông này, còn được bông ngoài. Cứ để vậy hoài thì vài bữa thì chắc cũng sâu năng nữa. Còn cái này thì mình cho ốc ăn, quăng mương. Rồi. Nước này nước trong đìa nó mới dòn lại chứ lúc nãy thì nó cũng khô rồi. Em bật lên luôn, bật lên cho nó motor nó bị hư bằng đạn, nó kêu lớn quá. Ráng vét vét nước tưới cho cái clip ngoài này, clip ngoài này nó bị khô hơi nhiều. Cái bạc đạn này thì hết dịch thì em cũng sẽ gỡ ra để mà đi thay bạc đạn mới, để nó chạy kiểu vậy thì lâu ngày sẽ dễ cháy motor ha, nóng máy dễ cháy. Lá là vàng. Motor hút nước lên tí là lòi mấy ốc lên rồi. Lúc nãy lòi ốc lên nhiều lắm. Mình vừa mới tưới tưới chưa được 5 phút mà nó cạn luôn rồi, hụt lớp B nữa rồi. Mấy ốc mới được hai clip à, clip bên này clip phía dưới đó. Ôi, bỏ tay rồi. Bây giờ hết nước thì mình cũng về, em xin kết thúc video tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video sắp tới. Hy vọng là dịch nó sớm được kiểm soát để mình tiếp tục mình đi vườn làm những công việc hàng ngày ha. Mà chúc cô chú anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe để vượt qua cái đại dịch lần này. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.